Trong bài giảng này, tôi sẽ nói về những thế hệ đã bị lược bỏ khỏi gia phả của Chúa Giêsu trong Matthew chương 1. Tân ước mở đầu bằng gia phả. Ý tôi là đó không hẳn là một thông tin thú vị phải không? Nhiều người cho rằng việc lập gia phả rất nhàm chán. Vậy tại sao Chúa lại làm điều này? Tại sao Ngài lại mở đầu tân ước bằng một gia phả? Có phải là có một lý do hợp lý? Chà, gia phả của Chúa Giêsu trong Matthew chương 1 tóm tắt toàn bộ cựu ước chỉ với 41 cái tên. Và nó cũng giới thiệu toàn bộ tân ước với những cái tên tương tự. Vì vậy, tất cả những người có tên trong gia phả này đều đóng vai trò là kênh hoặc ống dẫn qua đó Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã đến thế giới này. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ biết rằng gia phả này có nhiều thế hệ bị lược bỏ. Chỉ sự thật này thôi cũng cho thấy rằng không phải gia phả biểu thị dòng dõi vật lý của Chúa Giêsu Christ. Đó là một gia phả ghi lại dòng chảy đức tin theo giao ước khi nó được truyền từ tổ tiên đến con cháu. Phả hệ này có tổng cộng 42 thế hệ và được chia thành 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất có 14 thế hệ từ Abraham đến vua David. Abraham sinh năm 2166 trước công nguyên. David trở thành vua vào năm 1003 trước công nguyên. Vậy đó là khoảng thời gian 1163 năm. Chỉ có 14 thế hệ. Nếu bạn chia 1163 năm cho 14, bạn sẽ được 83,1. Điều đó có nghĩa là một thế hệ có tuổi thọ trung bình là 83,1 năm, quá lâu rồi. Bởi vì trong Kinh Thánh, một thế hệ trung bình kéo dài từ 25 tới 30 năm. Vậy chỉ riêng điều đó đã cho thấy gia phả này chắc hẳn có thiếu sót trong đó. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem những thiếu sót đó và chúng ta sẽ cố gắng xem tại sao những thế hệ đó lại bị loại khỏi gia phả của Chúa Giêsu và cuối cùng chúng ta sẽ xem làm thế nào mà gia phả có thể tiếp tục bất chấp những khoảng trống trong phả hệ. Vậy thì đầu tiên, hãy xem những thế hệ nào đã bị bỏ qua. Khi chúng ta so sánh cẩn thận từng tên với bản đã được chép trong Cựu Ước, chúng ta sẽ khám phá ra rằng có hai khoảng cách lớn trong giai đoạn đầu của gia phả. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào phả hệ ở đây. Nó bắt đầu với Abraham và bạn biết nó bắt đầu đến từ Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Phare, Esrom, Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, Boo, Obed, Jesse, David. Đây là 14 thế hệ của thời kỳ đầu tiên. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào từng tên một. Chúng ta biết Abraham, Isaac và Jacob. Và rồi Judah là con trai thứ tư của Jacob. Vì vậy, chúng ta biết rằng không có khoảng trống ở đó. Vậy Phare là ai? Phare là một trong những cặp song sinh mà Thama sinh cho Judah trong Sáng Thế Ký chương 38. Vì vậy, năm thế hệ đầu tiên ở đây đều liên tục, không có khoảng trống ở đó. Và sau đó, Hezron. Hezron là ai? Tên của ông ấy không quá quen thuộc với chúng ta, phải không? Vậy hãy xem Hezron là ai? Hezron xuất hiện trong Sáng Thế Ký chương 46. Trong Sáng Thế Ký 46 câu 8, liệt kê 70 thành viên trong gia đình Jacob đã đến Ai Cập. Và ở câu thứ 12, cái tên Hezron xuất hiện. Điều đó có nghĩa là Hezron là một phần trong 70 thành viên trong gia đình Jacob đã xuống Ai Cập vào năm 1876 trước công nguyên. Ông ấy là một phần của thế hệ đó. Tiếp theo, Ram là ai? Trong Sử Ký Nhất, chương 2 câu 9 có chép rằng con trai Hezron sanh ra là Zerat, Meen, Ram và Kelubai. Vậy thì Ram là con trai của Hezron, đúng không?
Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục đọc gia phả này ở trong sử ký nhất chương 2, thì về cơ bản, nó giống với Matthew chương 1. Vì vậy, chúng ta thật sự không thể chắc chắn liệu Ram có phải là con ruột của Hebron không. Tất nhiên, chúng ta có thể lập luận rằng điều này ở đây có nghĩa là nó đi từ một tổ tiên và chia thành ba người con trai và sau đó tiếp tục thành một phả hệ tuyến tính, nên các phả hệ được phân đoạn thường không có khoảng trống trong đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong trường hợp này với Ram, chúng ta chỉ cần đặt một dấu chấm hỏi là chúng ta không thật sự chắc chắn về vị trí của ông ấy. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào Aminadab. Aminadab là ai? Theo Xuất Ai Cập Ký chương 6 câu 23, Aminadab là cha vợ của Aaron. Aaron anh trai của Môsê. Aminadab là bố vợ của Aaron. Aaron kết hôn với con gái của Aminadab là Eliseba, vậy có nghĩa là họ cùng thế hệ. Vì vậy, điều đó có nghĩa là Aminadab là một phần của thế hệ ra khỏi Ai Cập vào năm 1446 trước công nguyên. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Vì Hezron là một phần của thế hệ đã đến Ai Cập vào năm 1876. Và Aminadab là một phần của thế hệ đã ra khỏi Ai Cập vào năm 1446. Giữa hai người này, hầu hết 430 năm lưu trú ở Ai Cập đã bị loại bỏ. Đó là một khoảng cách lớn ở đây. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với Nahashon. Nahashon là ai? Chà, Nahashon mà chúng ta thấy là con trai của Aminadab. Và Nahashon là thế hệ quan trưởng đầu tiên ở Đồng Vắng. Theo Dân Số Ký chương 2 câu 3 có chép rằng Nahashon là quan trưởng của dân Juda. Và một lần nữa nói rằng ông là con trai của Aminadab. Vì vậy không có khoảng trống ở đó. Sanma là ai? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Sanma đã kết hôn với Rahab. Rahab là kỵ nữ ở Jericho phải không? Vì vậy, điều đó có nghĩa là Sanma là một phần của thế hệ đã đi chinh phục Jericho vào năm 1406 trước công nguyên. Và tiếp theo là Bo-ô. Bo-ô là ai? Bo-ô như chúng ta biết đã kết hôn với Ruter. Bây giờ, Bo-ô và Ruter sống ở thời kỳ nào? Chà, Ruter chương 1 câu 1 cho chúng ta biết rằng họ đã sống trong thời kỳ các quan xét. Nhưng thời kỳ các quan xét khá dài, nó kéo dài từ năm 1390 trước công nguyên cho đến năm 1050 trước công nguyên, đó là 340 năm. Nhưng chúng ta không thật sự chắc chắn về phần nào ở thời kỳ các quan xét mà Bo-ô đã sống. Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được nếu chúng ta biết được phần còn lại trong thời kỳ đầu tiên? Đó là Obed, Jesse và David. Chúng ta có thể đưa ra một phỏng đoán có căn cứ về thời điểm Bo-ô sống. Theo Ruter chương 4 câu 17 có chép rằng Obed là cha của Jesse và Jesse là cha của David. Vậy thì Ruter chương 4 câu 17 không phải là gia phả mà là một câu chuyện. Và một câu chuyện khi liệt kê tên người như thế này thường có nghĩa là không có khoảng cách giữa họ. Không có thiếu sót nào cả. Đây đều là những thế hệ nối tiếp nhau, nghĩa là Bo-ô, Obed, Jesse và David đều liên tiếp nhau. Vậy thì tốt, vì chúng ta biết ngày sinh của David. David sinh năm 1040 trước công nguyên và chúng ta sử dụng thông tin đó trong Kinh Thánh, một thế hệ kéo dài khoảng 25 đến 30 năm. Chúng ta có thể đưa ra phỏng đoán có cơ sở về thời điểm Bo-ô được sinh ra nếu chúng ta cộng thêm 25 hoặc 30 kể từ ngày sinh của David. Chúng ta có thể tính ngược lại. Và đây là kết quả. Và bạn có thể thấy Bo-ô được sinh ra ở đâu đó vào nửa năm đầu tiên của năm 1100 trước công nguyên. Điều đó nghĩa là gì? Chà, Salmon là một phần của thế hệ đã chinh phục Jericho vào năm 1406 trước công nguyên.
Và Bo-o được sinh ra ở đâu đó vào nửa đầu năm 1100 trước công nguyên. Điều đó có nghĩa là giữa Sanmon và Bo-o, gần 300 năm thời kỳ các quan xét đã bị loại bỏ. Vì vậy, bây giờ chúng ta tìm ra hai khoảng cách lớn nằm ở đâu trong giai đoạn đầu tiên của gia phả Chúa Giêsu. Vì vậy, giữa Hết Rôn, Ram và Aminadab, khoảng 400 năm, lưu đày của người Ai Cập đã bị xóa bỏ. Và giữa Sanmon và Bo-o, khoảng 300 năm của thời kỳ các quan xét đã bị loại bỏ. Vậy điều này có nghĩa là gì? Tại sao chúng ta cần phải biết những điều này? Như chúng ta đã nói, gia phả này dạy cho chúng ta biết ai là người đã giữ đức tin để họ được Đức Chúa Trời sử dụng làm nền dẫn, qua đó Chúa Jesus Christ có thể đến thế giới này. Vì vậy, chúng ta muốn trở nên giống những người này, những người có thể giữ đức tin giao ước và truyền lại cho thế hệ sau cho đến khi Đấng Christ tái lâm. Vì vậy, tiếp theo, chúng ta muốn tìm hiểu lý do tại sao những thế hệ này bị loại bỏ. Bằng cách học hỏi, chúng ta có thể học cách không mắc phải những sai lầm tương tự như những người đó. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào các thế hệ ở Ai Cập. Trước hết, họ đã phạm tội thờ hình tượng. Trong Giô-suê chương 24 câu 14 có chép rằng: "Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập phải phục sự Đức Giê-hô-va." Ai Cập là một quốc gia có nhiều thần tượng. Và trong khi dân Israel sống ở đó như nô lệ, chắc hẳn họ đã bị ảnh hưởng bởi những vị thần đó và chắc chắn đã đi theo những vị thần khác này. Thứ hai, dân Israel vi phạm ngày Sa-bát khi họ ở Ai Cập. Lý do là bởi theo ghi chép của người Ai Cập cổ, Ai Cập thời đó có lịch 10 ngày trong tuần. Một tuần đối với họ dài 10 ngày, và cứ 7 ngày lại có ngày Sa-bát, phải không? Như vậy bạn có thể thấy ngay đó rằng hai nhịp này không khớp nhau. Chúng không thể đồng bộ được. Vì vậy, nhịp sống ở Ai Cập không đồng bộ với lịch của Chúa. Ai Cập tượng trưng cho thế giới sa đọa tội lỗi này. Thế giới không sống theo thời gian của Chúa. Thế giới không đồng bộ với Chúa. Chúng ta phải ra khỏi Ai Cập. Nói về mặt thuộc linh, chúng ta phải ra khỏi Ai Cập. Và chúng ta phải đồng bộ hóa cuộc sống và thời gian của mình với lịch của Chúa và thời gian của Chúa. Và cách tốt nhất để làm điều đó là giữ ngày của Chúa. Đức Chúa Trời đã thiết lập ngày của Chúa để chúng ta có thể bước đi với Ngài. Để đời sống của chúng ta có thể có cùng nhịp sống với Ngài. Để chúng ta có thể bước đi với Chúa. Thứ ba, dân Israel khi ở Ai Cập không thể dâng tế lễ cho Chúa. Nói một cách khác, họ không thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế giới lúc nào cũng ngăn cản chúng ta khỏi sự thờ phượng Chúa. Tại sao họ không thể dâng tế lễ ở Ai Cập? Theo Suất Ai Cập ký chương 8 câu 26, nhưng Môi-se tâu rằng làm như vậy chẳng tiện vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghiếc cho người Ai Cập. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ai Cập, họ há chẳng liện đá chúng tôi sao? Điều này có nghĩa là gì? Về cơ bản thì là thế này, những con vật mà người Israel hiến tế như cừu, cừu non hoặc bò, đây đều là những vị thần đối với người Ai Cập. Vì vậy, nếu họ thấy dân Israel dâng tế lễ của mình thì họ sẽ không để yên mà sẽ tìm cách giết họ. Đó là điều mà Môi-se đang muốn nói ở đây. Đó là lý do tại sao suốt 400 năm làm nô lệ ở Ai Cập, họ không thể dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, đây là lý do tại sao các thế hệ ở Ai Cập bị loại bỏ khỏi gia phả của Chúa Giêsu. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn xem các thế hệ trong thời kỳ các quan xét, tại sao họ bị loại khỏi gia phả của Chúa Giêsu. Trước hết, họ không biết Đức Chúa Trời và các công việc của Ngài. Họ không biết ngôi lời.
Sau khi Giô-suê qua đời, các quan xét chương 2 câu 10 có chép rằng: Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm, nhưng vì Israel. Vì thế, sau khi Giô-suê qua đời, đức tin vẫn chưa được truyền lại cho thế hệ đó. Vì vậy họ không biết Chúa, cũng không biết công việc Ngài đã thực hiện trong lịch sử cứu chuộc. Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không biết Chúa, không biết lời Ngài, không biết những việc Ngài đã làm cho chúng ta? Ồ, Kinh Thánh nói rằng họ đã bỏ rơi Đức Chúa Trời của họ. Trong các quan sát chương 2 câu 11 tới câu 13 có chép rằng bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Và sau đó họ đã làm những gì họ cho là đúng. Trong các quan sát chương 21 câu 25 là câu cuối cùng của sách các quan sát, Đức Chúa Trời kết luận bằng cách phán rằng đương lúc đó không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Tại sao Israel không có vua? Chẳng phải Chúa là vua của họ sao? Vì vậy, câu này ngụ ý rằng dân Israel trong thời kỳ các quan sát đã chối bỏ Đức Chúa Trời là vua của họ và họ đã làm điều đúng theo mắt mình. Đây là điều xảy ra khi chúng ta không biết lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Khi tìm hiểu lịch sử cứu chuộc, chúng ta biết điều Chúa đã làm cho tổ tiên chúng ta trong lịch sử nhân loại. Bằng cách học lịch sử cứu chuộc, chúng ta học cách nhận ra khuôn mẫu các hoạt động cứu chuộc của Chúa trong lịch sử nhân loại và trong đời sống của chúng ta. Hãy xem công việc của Chúa là vô tận. Ngài vẫn đang can thiệp và hành động trong cuộc sống của chúng ta như cách Ngài đã làm vào thời Kinh Thánh. Vì vậy, bằng cách học lời Ngài, chúng ta có thể nhận ra cách Chúa hoạt động trong đời sống của chúng ta. Nhưng vì con người trong thời kỳ các quan xét không biết điều nên họ đã bỏ Chúa, và rồi họ nói, ôi không có Chúa nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì theo mắt mình là đúng. Và đó là lý do tại sao họ bị loại khỏi phả hệ. Và thứ ba, có một lý do quan trọng hơn khiến hai thời đại này bị loại khỏi gia phả của Chúa Giê-xu. Đó là vì không có ai rao giảng lời Chúa. Khi chúng ta nhìn vào gia phả và so sánh nó với những vĩ nhân của Đức Chúa Trời và các vị tiên tri của Đức Chúa Trời, đây là những gì chúng ta có được ở đây. Hãy xem Gia-cốp và Giô-sép đã sống đến thời kỳ này. Theo Sách Đức Ký chương 50 câu 23 có chép rằng Giô-sép đã giúp đỡ con cái mình đến thế hệ thứ ba. Chà, Giô-sép cùng thế hệ với Giu-đa phải không? Họ là anh em. Vậy thế hệ thứ ba từ Giô-sép sẽ là Ram. Vậy Giô-sép còn sống đến thời kỳ này, đến thời kỳ Ram. Nhưng sau khi Giô-sép qua đời, không có ai rao giảng lời Chúa một cách mạnh mẽ như ông. Và đó là lý do tại sao sau Ram, đức tin không được truyền tải. Và vì vậy, chúng bị loại khỏi gia phả của Chúa Giê-xu cho đến thời kỳ Aminadab, khi Chúa can thiệp để gọi Môi-se. Vậy là giữa hai người này đã gần 400 năm trôi qua. Và sau đó, Giô-suê qua đời. Không còn ai có thể công bố lời Chúa như ông đã làm. Nên thời kỳ các quan xét được loại ra khỏi gia phả của Chúa Giê-xu cho đến khi Samuel đến và bắt đầu công bố lời Chúa. Nên bạn thấy đấy, hội nghị này lúc này rất quan trọng vì chúng ta cần đào tạo một thế hệ lãnh đạo sẽ công bố lời Chúa. Nếu không, chúng ta có thể phải đối mặt với một thời kỳ phán xét khác trong thời đại của chúng ta. Chúng ta phải dạy lời Chúa cho con cháu chúng ta, cho con cháu của chúng ta, cho bất kỳ ai chịu lắng nghe, để lời này được truyền lại và đức tin sẽ tiếp tục cho đến khi Đấng Christ trở lại. Theo Châm Ngôn chương 29 câu 18, đau thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ. Nếu không có lời nào, không có gì có thể giữ được những người này. Họ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn, và họ sẽ lạc xa khỏi Chúa. Thứ ba, làm thế nào mà gia phả này có thể tiếp tục được? Nếu có khoảng cách về đức tin trong 400 năm hay 300 năm,
Thì đó là một khoảng thời gian rất dài. Vậy làm thế nào mà xã hội này có thể tiếp tục được? Họ đã trở lại với đức tin bằng cách nào? Làm thế nào họ lấy lại được đức tin sau một thời gian dài như vậy? Vâng, câu trả lời đơn giản cho điều này là thế này, rằng Chúa đã can thiệp để đưa dân Ngài trở lại với đức tin. Đó là sự can thiệp của Chúa, nếu không thì mọi chuyện đã dừng lại ở ngay tại đó. Con đường mà Chúa Jesus Christ đến thế gian sẽ kết thúc nếu Ngài để cho con người chúng ta. Vậy chúng ta hãy xem Chúa can thiệp thế nào để gia phả này được tiếp tục. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào khoảng thời gian trong suốt Ai Cập ký, Chúa đã làm gì? Ngài đã làm việc như thế nào? Theo Công vụ chương 7 câu 17 có chép rằng: Nhưng gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, dân cứ sanh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ai Cập. Câu kinh thánh này đang nói về điều gì? Đang nói về việc thời điểm của lời hứa, tức là cuộc xuất hành đang đến gần. Ngài đã hứa với Abraham rằng trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 13 với Abraham: Con cái của ngươi sẽ bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập trong 400 năm, nhưng sau đó chúng sẽ trở ra với khối tài sản lớn. Điều đó đã gần 560 năm trước mà không ai nghĩ tới điều này, nhưng Chúa đang giữ thời gian, đang đếm thời gian, và khi thời điểm đó đến gần, bây giờ Chúa bắt đầu thực hiện kế hoạch của Ngài. Điều đầu tiên Ngài làm là Ngài khiến dân số ở Ai Cập gia tăng và nhân lên. Vì vậy, trong suốt Ai Cập ký chương 1 câu 7 có chép rằng: Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Đây chỉ là những phước lành tuyệt vời, phải không? Đây là những phước lành Đức Chúa Trời đã hứa với nhân loại trong Sáng Thế Ký chương 1. Nhưng khi điều này xảy ra với dân Israel ở Ai Cập, họ cảm thấy đó không phải là một phước lành. Tại sao? Bởi vì người Ai Cập sợ họ. Pharaoh nói với dân chúng rằng: Này, dân Israel đông hơn và mạnh hơn chúng ta. Vậy họ đã làm gì? Trong suốt Ai Cập ký chương 1 câu 11 có chép rằng họ bắt đầu phải lao động khổ sở, họ muốn đàn áp và kìm hãm họ để họ không nổi dậy để chống lại người Ai Cập. Nhưng điều gì đã xảy ra khi dân Israel bị hoạn nạn? Trong câu 12 có chép: Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy, người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel. Họ càng làm khổ họ, họ càng nhân nhiều lên. Đây là một phần trong kế hoạch của Chúa. Vậy khi tai họa như vậy xảy ra, dân Israel đã làm gì? Trong suốt Ai Cập ký chương 2 câu 23 có chép rằng: Dân Israel than thở kêu van vì phải phục địch khổ sở, tiếng kêu van lên tháo Đức Chúa Trời. Hãy xem, đây đều là một phần trong kế hoạch của Chúa, tất cả là một phần trong sự quan phòng của Ngài. Đức Chúa Trời gia tăng và nhân lên dân Israel, rồi người Ai Cập làm khổ họ, và họ càng làm khổ, họ càng tăng lên nhiều hơn, họ càng gia tăng. Và vì cơ hoạn nạn này mà dân Israel phải quỳ gối xuống đất và cầu nguyện với Chúa. Nó khiến họ khuỵu xuống. Đó là một phần trong kế hoạch của Chúa. Đó chính là phước lành mà Chúa đã dành sẵn cho họ. Trong tiếng Do Thái, từ phước lành là Barak. Và nếu bạn nhìn vào từ nguyên của từ đó, nó có gốc từ nghĩa đen là quỳ xuống. Quỳ xuống. Vì vậy, Kinh Thánh nói rằng quỳ gối cầu nguyện là một phước lành. Quỳ xuống đầu phục Chúa là một phước lành. Chúa đã làm gì? Đó là những gì Chúa cho phép dân Israel phải làm thông qua sự hoạn nạn mà Ngài đã đem đến. Họ đã quỳ xuống và cầu nguyện với Chúa. Vậy Chúa đã làm điều gì? Trong câu 24 có chép rằng: Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời đói lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Và đó là lúc mà Chúa Ngài đã sai Môi-se đến với họ. Đó là vào thời điểm này. Vào thời điểm này,
Hãy xem, Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này và sự quan phòng của Ngài đã kết hợp tất cả những hoàn cảnh này lại với nhau để dân Israel cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ can thiệp bằng cách sai Môi-se đến cứu rỗi cho họ, đến với họ. Điều này giống như trong Galati chương 4 câu 4, vào đúng thời điểm Đức Chúa Trời sai con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này. Đây là thời điểm của Chúa và đó là thời điểm hoàn hảo. Vậy khi Môi-se đến, ông tập hợp các trưởng lão, những người lãnh đạo dân Israel và bảo với Aaron nói tất cả những lời của Đức Chúa Trời. Khi họ nghe những lời của Đức Chúa Trời, họ làm gì? Trong câu 31 có chép rằng chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lạy. Hãy xem trong 400 năm, họ đã lạc lối khỏi đức tin, nhưng nhờ sự khoan phòng và sự can thiệp của Chúa, người dân tin rằng họ đã lấy lại được đức tin. Đây giống như một phép lạ. Họ đã chết về mặt thuộc linh, nhưng bây giờ họ lại sống lại. Đây là điều chúng ta gọi là sự khoan phòng. Đây là sự khoan phòng của Chúa trong hành động. Sự khoan phòng là gì? Mục sư Abraham Park định nghĩa sự khoan phòng như thế này. Sự khoan phòng là việc Chúa tiếp tục thi hành thẩm quyền trên mọi sự để đạt được mục đích cứu rỗi. Nói cách khác, Chúa sử dụng mọi thứ trong vũ trụ. Ngài thậm chí còn sử dụng những kẻ ác để hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Ngài và cứu dân sự Ngài chọn. Đó là sự khoan phòng. Và sự khoan phòng đó vẫn còn tác động cho đến ngày nay. Đó là lý do tại sao trong Roma chương 8 câu 28 có chép rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự, không chỉ một số điều, không chỉ những điều tốt, mà tất cả mọi thứ phối hợp với nhau để mang lại lợi ích. Đức Chúa Trời dùng tất cả những phương tiện đó để thực hiện ý muốn của Ngài, để cứu tội nhân, cứu dân Ngài. Vì vậy, ngay bây giờ, dù có thể có một số khó khăn, thử thách trong cuộc sống của bạn, chúng ta vẫn có thể tạ ơn Chúa, ca ngợi Ngài và vui mừng vì chúng ta tin vào sự khoan phòng. Chúng ta tin rằng Chúa đang kiểm soát, rằng Ngài đang hành động trong đời sống của chúng ta ngay cả ngày nay, rằng Ngài đang khiến mọi sự hiệp lại làm ích. Vì vậy, mặc dù hiện tại có thể có một số phiền não, nhưng chúng ta có thể chịu đựng được điều này vì chúng ta tin vào sự khoan phòng của Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh bảo chúng ta hãy coi đó là niềm vui khi gặp thử thách. Và Ngài khuyên chúng ta hãy luôn vui mừng. Nếu chúng ta không tin vào sự khoan phòng, chúng ta không thể luôn vui mừng. Và Ngài nói hãy tạ ơn trong mọi việc. Và đây là cách Chúa làm việc hồi đó và Ngài vẫn làm việc ngày nay. Thứ hai, chúng ta hãy nhìn vào thời kỳ các quan xét. Đức Chúa Trời đã đưa dân Israel trở lại đức tin như thế nào trong thời kỳ các quan xét? Ngài làm việc theo cách tương tự. Đầu tiên, Ngài hiện ra với Samuel. Trong Samuel nhất chương 3 câu 21 có chép rằng Chúa lại hiện ra tại Silo, vì Chúa bày tỏ Ngài cho Samuel tại Silo bằng lời của Chúa. Và nếu Samuel nhận được lời này, thì ông đã thành tín rao truyền lời đó cho toàn dân Israel. Nhưng còn một điều nữa là hành động ở đây, trong thời kỳ các quan xét. Đó là Bô-ô, là người đã khôi phục lại đức tin và tiếp tục gia phả của Chúa Giê-xu trong thời kỳ này. Và câu chuyện về Bô-ô và Rút-tơ rất thú vị vì nó dạy chúng ta sự tương tác giữa người Do Thái và dân ngoại trong lịch sử cứu chuộc của Chúa. Vậy tất cả chúng ta đều biết câu chuyện về Rút-tơ và Bô-ô phải không? Có những người Israel này, Elimelech và Naomi, có hai con trai. Một trong số chúng là Mạc-lôn, người đã kết hôn với Rút-tơ ở Moab. Họ đã rời khỏi Israel vì có nạn đói. Vì vậy, gia đình này tượng trưng cho những người Do Thái đã lạc lối khỏi Chúa. Vậy họ rời Israel và đến Moab.
và McLone kết hôn với Ruther. Đó là một phần trong sự quan phòng của Chúa. Và ở đó tất cả đàn ông trong gia đình đều chết. Vì vậy chỉ có người nữ Naomi và Ruther trở về Israel. Và theo luật Gold và luật kết hôn Leveret, Ruther giờ đây sẽ kết hôn với họ hàng gần nhất của họ là Boaz để nối dòng dõi của Elimelech và Mahlon. Vì vậy theo luật đó, đứa con đầu lòng của họ, đứa con đầu lòng của Boaz và Ruther phải được giao cho dòng dõi này để nó không bị cắt đứt mà vẫn phải tồn tại. Đó là những gì nói trong phục truyền luật lệ ký chương 25 câu 6 phải không? Con đầu lòng mà nàng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chết tuyệt khỏi Israel. Ồ, đứa con đầu lòng mà họ có là Obed. Tuy nhiên, tên của Obed lại thuộc về Boaz trong gia phả của Chúa Giêsu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vì con đầu lòng Obed lẽ ra phải mang tên Mahlon để tiếp tục dòng dõi đó. Vậy tại sao tên của ông ấy lại xuất hiện dưới tên của Boaz? Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu Obed là người duy nhất đứa con mà Boaz và Ruther có. Hãy xem mục đích của luật này là để ngăn chặn bất kỳ dòng dõi nào ở Israel khỏi bị cắt đứt. Đức Chúa Trời muốn tất cả các dòng dõi tiếp tục cho đến khi Đấng Messiah trở lại. Vì vậy, nếu Obed là người duy nhất, đứa con duy nhất và họ giao nó cho dòng dõi Mahlon, thì dòng dõi của Boaz sẽ bị cắt bỏ. Vậy trong trường hợp đó, chuyện xảy ra là Obed sẽ thuộc về cả Mahlon và Boaz. Nói cách khác, hai dòng dõi này sẽ nối với nhau thông qua Obed và trở thành một, và nó sẽ tiếp tục đến David và cho đến Chúa Giêsu. Vậy câu chuyện nhỏ ở đây dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta điều gì mà Phao-lô nói đến trong Roma chương 11? Hãy xem Phao-lô lo lắng cho anh em người Do Thái của mình. Ông nói rằng tôi lo rằng những anh em Do Thái của tôi đã từ bỏ Chúa Giêsu nên Chúa đã từ bỏ họ. Nhưng ông nói rằng không phải vậy. Bởi vì người Do Thái bị từ chối đã tạo cơ hội cho những người ngoại đạo như Ruther bước vào dòng dõi cứu người này. Hãy xem nếu Elimelech, Naomi và gia đình họ không đi lạc và đến Moab thì Ruther sẽ không bao giờ nhận được ân điển cứu rỗi này. Vì vậy, vì người Do Thái đã đi lạc lối nên dân ngoại bây giờ được tháp vào dòng dõi qua Chúa Giêsu Christ. Và rồi Phao-lô tiếp tục nói, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Một khi có đầy đủ dân ngoại thì người Do Thái cũng sẽ trở lại và được cứu lần nữa. Họ cũng sẽ được ghép lại. Giống như dòng dõi của Mahlon được ghép với Obed. Và tất cả điều này xảy ra thông qua người phụ nữ ngoại bang tên là Ruther. Vì vậy giống như bức tranh này, thông qua dân ngoại, những người Do Thái đã từ chối Chúa Giêsu một ngày nào đó sẽ quay trở lại và họ sẽ được tháp vào dòng dõi này của Chúa Giêsu Christ một lần nữa. Và sau đó, Phao-lô tiếp tục nói rằng trong Roma chương 11 câu 15 có chép rằng vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Về cơ bản, Phao-lô đang nói rằng một khi điều đó xảy ra, một khi người Do Thái trở lại qua dân ngoại và được tháp trở lại, điều đó giống như họ sống lại. Ông ấy nói rằng điều đó giống như sự phục sinh. Và đây là điều mà gia phả của Chúa Giêsu Christ đang dạy chúng ta. Có hai khoảng cách lớn là 400 năm và 300 năm, nhưng dòng truyền thừa này vẫn tiếp tục. Nó không bị cắt đứt, nó không chết, nó tiếp tục cho đến khi Chúa Giêsu đến. Đó là vì Chúa đã can thiệp và Ngài làm cho họ sống lại. Chủ đề chính của gia phả này là sự phục sinh. Cách Đức Chúa Trời khiến dân Ngài sống lại về mặt tinh thần và thể chất.
Ngài cũng nói điều này tương tự về thời điểm xuất hành. Chúa Giêsu nói trong Luca chương 20 câu 37, còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai. Khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Chúa Giêsu nói rằng, người chết sống lại có nghĩa là sự sống lại được đề cập trong câu chuyện của Môi-se về chuyến đi trong bụi gai cháy. Đó là trong suốt Ai Cập ký chương 3, nơi Chúa gọi Môi-se từ bụi gai cháy. Nếu bạn đọc qua suốt Ai Cập ký chương 3 thì không thấy đề cập đến bất kỳ sự sống lại hay bất kỳ người chết nào được sống lại. Vậy Chúa Giêsu đang nói về điều gì ngay tại đây? Về cơ bản, Ngài đang nói rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se, Đức Chúa Trời đang phục sinh dân Israel. Bởi vì trong 400 năm tại Ai Cập, họ đã chết về mặt thuộc linh. Họ đã rời bỏ đức tin. Không có sự truyền đạt đức tin nào đang diễn ra. Nhưng khi Đức Trời gọi Môi-se và sai ông đến dân Israel để đưa họ ra khỏi Ai Cập, đó chính là sự sống lại của họ. Chúa đã làm cho họ sống lại. Và điều này cũng đang xảy ra với chúng ta. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 1, Phao-lô nói: còn anh em đã chết vì lỗi lầm và tội ác mình. Ông ấy không nói rằng bạn giống như đã chết hoặc dường như bạn đã chết. Nhưng ông ấy nói rằng bạn đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình trước khi chúng ta gặp Đấng Christ. Nhưng nhờ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được sống lại. Trong Ê-sai chương 53 câu 6 nói rằng: chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Tất cả mọi người trong chúng ta đều phạm tội. Nhưng làm sao chúng ta có mặt ở đây hôm nay tại hội nghị này để tiếp nhận lời Chúa, tin vào Chúa Giêsu? Điều đó xảy ra vì Chúa đã theo đuổi chúng ta. Sự tốt lành và ân điển của Chúa đang theo đuổi chúng ta. Lòng nhân từ của Ngài không bao giờ rời xa chúng ta, và sự quan phòng của Ngài đã nắm giữ chúng ta, dùng mọi hoàn cảnh và hoàn cảnh của chúng ta để mang chúng ta trở lại. Ngài đã đưa chúng ta trở về từ cõi chết. Chúa không bao giờ để chúng ta đi, Ngài luôn đuổi theo chúng ta và Ngài đã đưa chúng ta trở lại, và bây giờ chúng ta đã sống lại. Đây là cách sự quan phòng của Chúa hoạt động trong cuộc sống của chúng ta ngay cả ngày nay, và đây chính là điều mà gia phả Chúa Giêsu đang dạy chúng ta. Chủ đề chính là sự phục sinh của dân Chúa. Và chính ân điển tối cao của Đức Chúa Trời, lòng nhân từ yêu thương và lòng nhiệt thành của Ngài đã khiến tất cả điều này xảy ra. Nếu Ngài để lại cho con người thì gia phả đó đã chấm dứt từ lâu rồi. Tuy nhiên, bất chấp sự phản bội của con người, bất chấp sự bất trung của con người, bất chấp những khuyết điểm của chúng ta và lòng nhiệt thành và lòng nhân từ yêu thương của Chúa đã hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Ngài và sẽ tiếp tục thực hiện mọi lời hứa của Ngài. Vì vậy, chính lòng nhiệt thành, lòng nhân từ yêu thương của Ngài và chính tình yêu của Ngài đang nắm giữ chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể yên tâm rằng tất cả những lời hứa của Ngài sẽ được ứng nghiệm. Không một điều nào sẽ không được thực hiện. Không ai có thể cản trở các giao ước của Chúa và sự quan phòng của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể luôn luôn vui mừng và tạ ơn trong mọi sự. Đây là bài học mà Chúa đang cố gắng dạy chúng ta qua gia phả của Chúa Jesus Christ, qua tất cả những thăng trầm, qua tất cả những hỗn loạn và sóng gió, qua tất cả những sự phản bội của con người, lòng nhiệt thành của Ngài vẫn tiếp tục giữ vững dòng dõi đó để con đã hứa của Ngài Chúa Jesus Christ đến thế gian này, và lòng nhiệt thành đó sẽ tiếp tục làm cho ngọn đèn này không bị tắt và vẫn cháy cho đến khi Chúa chúng ta trở lại. Anh chị em thân mến, việc chúng ta có mặt ở đây hôm nay để nhận được lời này là bằng chứng cho thấy sự quan phòng và lòng nhiệt thành của Ngài vẫn còn tác động cho đến ngày nay. Thật là một phước lành cho chúng ta. Chúng ta chưa làm gì cả, nhưng chính tình yêu của Ngài đã đến sau chúng ta, nắm giữ chúng ta và phục hồi chúng ta về đàn chiên của Ngài.
Vì vậy, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tạ ơn và ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã cứu chúng con là những kẻ tội lỗi, lạc lối. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa và tôn vinh Ngài ngay bây giờ. Bằng cách loan báo lời Chúa, sự giảng dạy và truyền lại lịch sử cứu chuộc cho người khác để họ cũng biết rằng Chúa hằng sống và Ngài đang hành động trong cuộc đời họ. Tôi cầu nguyện phước lành này cho tất cả các bạn nhân danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Ngài vì hội nghị tuyệt vời này mà Cha đã cho phép chúng con diễn ra, mặc dù chúng con có thể xa cách nhau hàng ngàn dặm. Nhưng Ngài đã ban cho chúng con công nghệ tuyệt vời này để có thể chia sẻ thông điệp của Chúa mà không cần đến với nhau. Lạy Chúa, con cầu xin Thánh Linh của Ngài sẽ xuất hiện trên mạng và chạm đến tấm lòng của những người đang xem, đang lắng nghe để họ có thể ca ngợi Chúa và tạ ơn Ngài vì lời tuyệt vời đã được truyền đi này cho chúng con. Và bây giờ Chúa, con cầu nguyện Chúa xin giúp chúng con trở thành một thế hệ những nhà thuyết giáo, những người truyền lại đức tin và lời này cho thế hệ mai sau để dòng dõi các tín hữu sẽ tiếp tục cho đến khi Chúa Jesus Christ chúng con trở lại. Chúng con cảm ơn vì tất cả những phước lành mà Ngài đã ban cho chúng con, ngay cả trong những thử thách gian khổ và phiền não, xin giúp chúng con trở thành những người trưởng thành trong thuộc linh, những người có thể thấy ân điển và sự quan phòng của Chúa ngay cả trong những lúc khó khăn, để nhờ đức tin chúng con có thể chịu đựng, vượt qua và dâng sự ngợi khen lên cho Ngài. Chúng con ngợi khen và tôn vinh Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả những điều này và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.